Rồi, hôm nay á thì giá xe Exciter 155 nó bắt đầu ổn định lại rồi. Thì mình sẽ làm một cái video để báo giá đến mọi người tại khu vực Cần Thơ này nha. Rồi để mình kiếm cái catalog để mình giới thiệu cho nó dễ. Nên ở mẹ bà cái nào biết đâu ra gì. Exciter đâu, Exciter đâu. Đây 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 đây. Thì thường á mình giới thiệu những cái dòng xe mới, những màu sắc mới á. Thì mình thường đi theo cái catalog để cho các bạn dễ hình dung. Thì hiện tại chiếc Exciter mới chúng ta sẽ có hai phiên bản cao cấp và phiên bản tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn có 3 màu, cao cấp có 4 màu. Tuy nhiên nó bị trùng lặp hai màu là màu đỏ và màu trắng đỏ. Còn màu đen của nó thì có sự khác nhau nha. Đen màu khóa thông minh nó cao cấp là đen nhám, còn đen màu khóa thường là đen bóng, tiêu chuẩn là đen bóng. Hai màu đen nó hoàn toàn khác nhau. Cộng với cái màu xanh nữa thì gom lại chúng ta sẽ có hai màu đen, màu trắng đỏ, màu đỏ và màu xanh, là chỉ có 5 màu thôi. Ở đây thì mình không đủ 7 chiếc của hai phiên bản, tuy nhiên mình vẫn có đủ 5 màu. Sở dĩ là hôm nay mình có một cái video báo giá xe là tại vì mình đang đủ tất cả các màu ở phiên bản cao cấp để quay cho mọi người xem. Cũng không phải tốt lành gì đâu mà tự nhiên có một đống màu, đủ màu để quay cho các bạn đâu. Mà tại vì đơn hàng hôm qua đó nó không về, chiếc xe tải chuyển xe á nó bị trục trặc giữa đường, rồi nó dồn cộng với cái đơn hàng hôm nay là nó về hai đơn hàng Exciter cùng một lúc. Chính vì thế mà mình có đủ màu sắc ở phiên bản cao cấp để mình quay cho các bạn xem. Và ngược lại cũng trong thời gian đó thì khách hàng mua mẹ hết trơn phiên bản tiêu chuẩn rồi, không còn một phiên bản tiêu chuẩn nào ngoài màu đen bóng để quay cho các bạn xem nữa hết. Thôi được cái này thì mất cái kia, có thể là đầu tháng 2 thì sẽ có video đủ tất cả màu sắc hơn để gửi đến mọi người ha. Bây giờ thì mình xài tạm, có gì xài tạm đó, nói chung bao quát đủ 5 màu sắc cho các bạn tham khảo là được rồi. Rồi, phiên bản đầu tiên mình xin giới thiệu với mọi người đó là màu đen nhám. Đây là phiên bản cao cấp ha. Đèn của xe sẽ là hai cụm đèn tách biệt, ở trên sẽ là đèn chiếu gần là đèn cos, ở dưới là đèn chiếu xa là đèn pha, hai cụm đèn hoàn toàn tách biệt nhau. Nhiều người thì nói ủa sao cái đèn nó nhỏ xíu vậy, khách hàng vô sao cái đèn nhỏ xíu vậy, đủ sáng không, thì họ chưa biết là hai cụm đèn nó tách nhau hoàn toàn, nó không dính với nhau ha. Đó, ở dưới này mới là đèn pha và có hai cái đèn điện mi cũng rất là đẹp luôn. Thì giá hiện tại của em màu đỏ phiên bản cao cấp này là 54.900.000 đồng nè, mình báo giá ngay tại đại lý Yamaha Sài Gòn 1 khu vực Cần Thơ nha. Thì giá có thể sẽ dao động theo từng khu vực tỉnh thành cũng như là sẽ khác nhau theo từng đại lý nữa, chứ nó không giống nhau hoàn toàn nha. Rồi, phiên bản thứ hai là một trong những màu sắc mà đầu tiên được về tới đại lý luôn, đó là màu đen nhám bản cao cấp. Thì thắng của phiên bản cao cấp sẽ là thắng đĩa hai piston ở tháng trước á. Còn ở phiên bản tiêu chuẩn thì nó chỉ có một piston thôi. Đó, mâm của xe cũng là mâm năm chấu như là Exciter cũ 150 đó, thì cũng là cầm mâm đôi gì thôi. Còn cái vỏ của chiếc phiên bản cao cấp sẽ là cái vỏ IGC nha. Với kích thước là 90-80 17 inch, 646p. Là tất nhiên đây là loại lớp không xăm rồi. Đó, cái tem của chiếc xe màu đen nhám này là tem màu đỏ bạc. Đó. Thì đen nhám như mình nói lúc nãy là nó chỉ xuất hiện ở phiên bản cao cấp thôi nha. Chiều nay thì có một chú khách hàng vô, chú muốn thích màu đen bóng nhưng mà chú muốn nó có khóa thông minh. Thì Yamaha lại không sản xuất cái màu như vậy. Nó mỗi một phiên bản nó lại có sự khác biệt về màu sắc, đặc biệt là màu đen này coi. Rồi, chúng ta phiên bản cao cấp thì sẽ có cái cổng sạc điện thoại 12V để mình thọt cái tay vô nè. Đó, thấy có lỗ là thọt vô thôi. Thì ở tiêu chuẩn không có cái sạc điện thoại này, mọi người nên lưu ý ha. Và phiên bản Exciter 150 mới, nói gì trời, 155 mới thì có VVA, có van biến thiên, nó sẽ hỗ trợ một cái trải nghiệm mượt mà êm ái hơn, và đặc biệt là ở tốc độ cao á thì nó sẽ không thua gì đều taxi hết. Thì phiên bản này cũng bằng giá màu đỏ luôn là 54.900.000 đồng ha. Và nó chưa có chương trình khuyến mãi gì đâu mọi người ơi. Xe này chưa có chương trình khuyến mãi, phí trước bạ, phí biển số chưa có chương trình khuyến mãi gì đâu, nó mới ra mà, đừng hòng cái chuyện đó, giá nó còn cao nữa mà huống hồ chi mà đòi khuyến mãi. Và phiên bản được trông đợi và hầu như là bán đắt nhất luôn ngay tại tất cả đại lý đó là Yamaha Exciter 155 màu xanh ghi này nè. Đó, cái màu này là cái màu mà gọi là đắt đỏ nhất luôn á, hút hàng cực kỳ. Bây giờ đặt cọc là 2-3 ngày cũng không có xe ở đâu, đặt cọc là khoảng 1 tuần mới có xe á. Chiếc này là bán rồi nè, chiếc này là đặt cọc rồi, xong hết luôn rồi đó. Thì về cái giá của chiếc này á, thì nó sẽ cao hơn cái bản lúc nãy mình nói, mặc dù nó cùng phân khúc là bản cao cấp á, tuy nhiên nó là màu xanh đặc trưng của Yamaha và giá thành đề xuất của nó cũng đã cao hơn rồi, và giá hiện tại của đại lý là 55.900.000 đồng, tức là nó cao hơn 1 triệu so với hai cái màu mà mình vừa báo lúc nãy nha.
Tuy nhiên nè, bạn này đang dắt chiếc 150 ra bán nè. Tuy nhiên thì trong thời điểm hiện tại thì Exciter 150 vẫn đang rất là hút hàng nha mọi người. Và số lượng xe ở các đại lý cũng còn rất là ít luôn. Thì tem của xe này theo thời thôi. Từ G3, G15, Exciter 150 cho đến là NVX mới ra thì cũng là tem xanh bạc. Thì chiếc này cũng như tiên đoán của mình thôi, cũng là màu xanh, tem màu bạc. Và giấy tờ mình nhớ không lầm thì nó vẫn ghi là xanh đen theo 150 hay sao á. Thì chiếc này có cái cặp mâm màu xanh luôn ha. Thì từ cái thời mà 2020 đầu cuối 2019 đầu 2020 thì hầu hết các màu xanh GB của Yamaha đều lên mâm xanh hết rồi. Bình thường ở phiên bản 150 á thì chỗ này nó sẽ trống. Tuy nhiên 155 thì nó đã thiết kế một cái lớp màng bảo vệ như thế này, nó sẽ có cái lỗ để nó thông gió vào nha. Nhưng mà nó có thể hơi vướng một tí vào cái lúc mà bạn vệ sinh á. Còn cái phuộc thì cái hành trình phuộc của nó mình thấy cũng cải tiến gì nhiều, từ 90% nó có gì đâu. Chiếc trắng đỏ này, trời ơi chiếc này cũng bán bà nó luôn rồi. Mày xe nào chân cửa hàng cũng bán nè, ông nội nhà bán nè. Chiếc này là tông màu của nó thì trắng đỏ đen. Trên giấy tờ của nó thì mình cũng thấy rồi là cũng là trắng đỏ đen. Tông màu trắng đỏ đen huyền thoại. Thì nó sẽ pha giữa trắng đỏ và có tem màu đen. Mấy mũ đen thì mình không nói ha. Thì giá của hiện tại của cái em trắng đỏ đen này thì nó cũng bằng với màu đỏ và màu đen ở phiên bản cao cấp luôn, là 54.900.000 đồng ha. Giá có thể thay đổi theo từng thời điểm nha mọi người, nó sẽ ít cố định lắm, có thể gần Tết là nó sẽ có thể lên hoặc là nó xuống nữa, tùy theo cái thị trường thôi. Thì ở phiên bản cao cấp thì chiếc xe chúng ta sẽ có cân nặng là 121 kg, 155 phân khối. Tất nhiên rồi, năm sản xuất thì chiếc này nó ghi là 2021. Có những chiếc sẽ là 2020 nha mọi người. Cái chuyện nó cũng rất bình thường nè, các bạn đừng để ý tới cái chị vụ đó. Xe nó về đều là xe mới hết. Có điều là nó sản xuất vào cuối năm ngoái hay là đầu năm nay thôi. Còn cái dây sên của nó thì nó có cái phết cao su, nó sẽ hạn chế bám bụi bẩn sình bụng đất nước vào đó. Ở đây chúng ta sẽ có các cái rãnh thông gió nè, có mấy cái lỗ nè, bạn thấy không? Bạn thấy mình thò con tay vô không? Mấy cái vụ này mình cũng hay á, mấy cái vụ mà có cái lỗ mình thò con tay vô cũng hay. Là ngay cái chỗ này nó sẽ thoát khí á, nó sẽ có một cái luồng gió, người ta gọi đó là cái tính khí động học. Bữa hổm họp báo Yamaha nói á, có mấy cái khe gió gì tăng cái tính khí động học của xe, thì gió nó sẽ luồn từ cái phía ngoài trước, từ cái chỗ mà nãy mình nói với các bạn á, là cái khe này nè, mấy cái rãnh mà nó hơi khó vệ sinh này nè, gió nó sẽ lùa vào đó, xong nó đi ra cái lỗ này rồi nó đi xuống dưới luôn đó. Cái tính khí động học của xe đó là như vậy. Bạn nào mà bữa hổm có coi livestream á thì có thấy Yamaha nó sẽ nhắc tới cái phần đó. Đó, tông màu thì như các bạn thấy rồi đó, nó sẽ kết hợp giữa trắng với đỏ, và cái đuôi với cái đèn lái ở phía sau thì nó thiết kế theo cái định hướng là cái con Yamaha Eagle 1 đó. Bởi vì người Yamaha lúc mà nó marketing á, nó sẽ ghi là tiểu Eagle 1. Cũng hay ha, marketing trước ghi cho tiểu Eagle 1 trước để ấn tượng trong đầu mọi người á, là nó sẽ có những cái thứ gì đó giống như Eagle 1. Còn cái dè này thì y hệt 150, cái dè mồm nhỏ, cái con trong mày nè. Hai cái chìa khóa toàn ten là chìa khóa cơ dự phòng. Bạn nào muốn biết cái chìa khóa này nó có tác dụng gì á thì xem lại cái video mà hướng dẫn sử dụng khóa Smart Key mình có làm. Còn về cái cốp yên Exciter 150 á, thì các bạn có thể đựng được tiền vàng kim cương đá quý các thứ. Còn cốp yên này mình thấy không nhét được cái gì vô nữa hết trơn á. Phiên bản cao cấp thì sử dụng Smart Key sẽ có một cái remote và một cái mã 6 số, cái phím màu đỏ đi kèm, và hai cái chìa khóa cơ dự phòng toàn ten ở dưới như các bạn thấy đó. Chế độ bảo hành sẽ là 3 năm hoặc là 30.000 cây trên toàn quốc ha. Bạn đi bất kỳ đại lý nào cũng được bảo hành hết, yên tâm. Cái bình acquy nó nằm ở đây. Bình xăng thì chúng ta sẽ có dung tích là 5,4 lít so với Exciter 150 là 4,2 lít. Và 1 lít xăng hiện tại thì nó dao động đâu đó tầm khoảng 15.000 á. Mình nhớ như vậy không biết chính xác không nữa. Rồi, nãy giờ là quay 4 màu rồi phải không? Còn một màu nữa là xong đúng không? Tại vì hai màu kia nó trùng rồi, cho nên là bây giờ chỉ kiếm màu đèn bóng nữa quay nữa xong. Để tôi lục coi. Đây nè. Đèn bóng nè mọi người. Thì đây là phiên bản tiêu chuẩn nha. Chúng ta sẽ sử dụng chìa khóa thường. Còn về kiểu dáng thiết kế ở bên ngoài, nè nó bóng nè, trời ơi như cục xương sáo. Ôi nó bóng còn hơn mình nữa. Rồi, chìa khóa thường nè, thắng của nó là một piston nè. Còn về cái kiểu dáng thiết kế, các bạn thấy cái họa tiết nè, cái dấu gạch á, mình thấy mấy chiếc 155 nó có một cái họa tiết chung giống như vậy đó. Đó, thì kiểu dáng thiết kế thì nó y hệt chiếc xe phiên bản cao cấp thôi, nó đâu có khác gì đâu, cũng là tem GC. Các bạn nên lưu ý là cái tem GC này ở cao cấp hay là ở tiêu chuẩn đều có cái tem GC này hết nè, tem nổi.
đều có cái tem này hết, không phân biệt phiên bản nha, trừ cái màu xanh GB ra thôi. Rồi chìa khóa sẽ là chìa khóa cơ, không có cổng sạc điện thoại nè. Đó, các bạn để ý nãy cổng sạc điện thoại là bên này, chiếc này thì không có. Thắng của nó thì một bit stop, heo dậu của nó nè, các bạn để ý ha. Mâm thì cái vỏ của nó là vỏ matic, vỏ của phiên bản cao cấp là IGC, vỏ tiêu chuẩn là matic. Hai cái vỏ khác nhau nha. Rồi vẫn còn về kích thước thì nó bằng nhau, và nó cũng bằng với Exciter 150 luôn. Có thể là đại lý sẽ độ mâm sớm nè mọi người. Hiện tại chưa có xe, chưa có dư xe để lên màu sơn hoặc là để lên phụ kiện, vẫn chưa có xe. Và phụ kiện của nó hiện tại cũng vẫn chưa có nhiều, chưa có gì hết trơn á. Cho nên đợi một thời gian nữa xe về nhiều đi rồi mới bắt đầu độ ha. Đó, thì mọi thứ nó đều y hệt, có điều là quả chăn nó khác nữa, là cái cân nặng của nó thì nhẹ hơn, 119kg thì nó nhẹ hơn. Rồi cái da yên của nó khác màu tí xíu. Chiếc này thì nó thừa hưởng từ nhiều tính năng con G1 lắm mọi người. Ví dụ như là cái bộ ly hợp này, nó chống trượt côn nè, rồi nó chống bỏ cứng bánh sau nè. Rồi nè, kích thước bánh sau là 120x70x17 inch, vỏ matic nha. Rồi nó có 4 bản đồ đánh lửa nè. Có cái lớp phủ carbon kim cương nữa nè. Cái lỗ thông gió lúc nãy mình quay cho các bạn xem nè, tăng cái tính khí động học nữa nè. Rồi nó có cái gì để nó chung nhiều thay đổi lắm. Rồi cái số lỗ phun xăng của nó từ 6 lên 10. Và đặc biệt là cái con G15 là cái con G1 á là nó chỉ có 12 thôi, mà cái con này cái lỗ phun xăng của nó là 10 rồi. Đó là các bạn thấy nó cải tiến vượt bậc rồi. Đó, nó sẽ cái số lượng phun xăng nó sẽ tơi ra. Nó làm tăng cái hiệu sức đốt cháy công suất động cơ. Rồi cái đèn xi nhan thì chắc là sẽ có đèn độ sớm rồi mọi người. Đèn xi nhan nó chìa ra như bản cũ, nhiều bạn không thích cái đuôi này cho lắm. Mình thấy cái đuôi dẹ phía sau thì thấy nó khá là hợp với chiếc xe rồi, nhưng mà nhiều bạn thì lại không thích. Lúc mà mình làm mấy cái video thì có nhiều bạn nói là cái côn xe Exciter nó cũng giống Winner thôi, nhưng mà riêng cảm nhận của bản thân mình thì mình thấy nó nhẹ hơn. Mỗi người một ý kiến ha. Coi giá của hiện tại của phiên bản tiêu chuẩn á, là tất cả các màu luôn, màu đen bóng nè, màu trắng đỏ hay là màu đỏ, đều là 51.900.000 đồng tại Yamaha Sài Gòn 1 ha. Mức tiêu hao nhiên liệu thì 45-50 cây trên lít xăng. Rồi cái logo Yamaha là logo nổi cũng rất là đẹp ha. Rồi đây là có khách mua liền, mình mở cái đèn demi cho các bạn xem nè. Đó, thì cái đèn demi của Yamaha Exciter từ cái đời trước tới đời này thì vẫn là đèn led trắng rất là đẹp. Còn cái đèn lái phía sau thì nó cũng thay đổi một phần nào đó, kiểu dáng giống như là EG1, cái đuôi cũng giống G1. Và có cái đèn biển số nè, đó các bạn thấy không? Đèn biển số bên kia ông soi vô á, mà lúc mà các bạn vượt quá tốc độ công an chụp hình thấy biển số các bạn, trời ơi, hay thiệt luôn. Về mặt cách mặt đồng hồ thì nó có các thông số kỹ thuật như là mình có hướng dẫn ở video mà hướng dẫn khóa Smart Key, mình cũng có giới thiệu tất cả các thông số trên mặt đồng hồ rồi. Có audio nè, có chip nè, có mức tiêu hao nhiên liệu nè, rồi mức tiêu hao nhiên liệu trung bình là km trên giờ, rồi báo xăng, cái gì nè, chỉ số vùng tua, rồi số xe này hộp số của nó là 6 cấp mà. Vân vân một mấy, các bạn tự tìm hiểu đi ha, có giờ đồng hồ trên đó. Nè, ở trên là đèn cos nè, đèn chiếu gần á, ở dưới là đèn pha ha. Và khi các bạn bật cái đèn pha thì cái đèn cos nó sẽ tắt. Đó, hai cụm đèn nó tách biệt nhau vậy đó. Thật sự mình muốn như thế này, mình muốn hai cái đèn nó cháy cùng một lúc như vậy đó. Mình đang hỏi kỳ thực viên tìm cách chế lại làm sao cho hai cái đèn khi các bạn bật đèn pha thì đèn cos nó vẫn cháy, hai cái đèn cháy cùng một lúc nó mới đẹp. Còn cái chuyện mà mở dưới ở trên nó tắt thì mình vẫn chưa hiểu là tại sao Yamaha nó làm như vậy, không biết có gì một cái mục đích là bashing hay không thì mình vẫn chưa biết ha. Rồi ta đa cậu ăn vlog hôm nay đi quay trộm xe các cháu à. đi quay xe của cửa hàng khác đó, các bạn thấy rồi đó. Thì phiên bản tiêu chuẩn của chiếc đỏ thì nó cũng vậy thôi, nó cũng y hệt thôi. Các bạn tự tưởng tượng chiếc đỏ và chiếc trắng đỏ ha, nó sẽ có chìa khóa thường thôi, không có gì thay đổi. Rồi hiện tại thì xe này vẫn chưa có chương trình khuyến mãi trước bạ biển số gì như mình nói lúc nãy, nhưng mà sẽ có chương trình quay thưởng chúng xe Figo, 300 chiếc xe Figo trên toàn quốc ha. Sẽ có chương trình quay số khi các bạn mua xe này. Ngoài ra thì tại đại lý Yamaha Sài Gòn 1 trong tháng này, các bạn sẽ nhận được một cái combo quà, trong đó có thêm một cái chương trình quay số của đại lý nữa. Chương trình chạy trong tháng này thôi nha. Rồi đến đây thì video mình cũng sẽ kết thúc. Mình sẽ chào và hẹn gặp lại ạ.